một cây thập giá. Vương miện ngài mang đâu ngoài một chiếc mão gai. Cầm bao chúa mặc một tấm thân bị lột chân. Thần dẫn theo chúa, đám người đòi chúa chịu đóng đinh. Không một chỗ tựa đâu, chúa chấp nhận dày đây mãi đó. Bên người nghèo khó, giúp người khát uống đói ăn. Vực kẻ thấm hèn, giải thoát kẻ bị giam cầm. Ủi an nâng đỡ những tâm hồn sầu khổ nghìn lần. Vì chúa là vua, là vua tình yêu, ngài đã đến hiến mình chuộc tội nhân thế, giúp người tìm lại ấm. Yeah.